đó là mình nấu ăn một bữa để coi nó về Tây Phương bằng cách nào. Dạ, mấy ổng cũng không tin nữa hả ông Tư? Đâu mình tin, mới tu 3 tháng mấy ổng 60-70 hết trơn rồi, lại xoáy cái đầu mà không thấy gì hết trơn, nó mới tu 3 tháng cho tin. Dạ. Đó, bàn định nhau cái mua đồ đem lên ăn. Nó cũng tu dứt kiếp ngộ dứt thời chứ đó cháu. Là cái Đấy. người, à, cái người đàn ông mà đi ăn trộm hả ông Tư? Gửi câu chuyện đó nó ra làm sao ông Tư? Cái đó bên Phú Tân Hòa ở mình nè, mà trong đầm á, trong cái đầm sông đặt cái đầm, cái thằng này vợ sanh mần mướn cũng không được, rồi đói đi giờ không có ăn, cái nó quen với cái ông này, ông gia đình ông có hai người con gái với ông bà ăn chay trường không à, ông khá ông cắt cái gốc trong cái vườn, ông cũng mấy mẫu cây trái trong vườn, cách nhà cũng xa, trong vườn ruộng trong đó luôn, nhà ông ở mặt tiền mà cũng không rành nhà ông nữa. Mỗi chuyện có mỗi chuyện kể với chuyện bên thầy đó mày, kể chuyện mấy người người được giảng sanh đó. Thằng này nữa vô, bầu lúa ông mới xúc mới được hai bao à, rồi ông bắt gặp ông mới nói người ta, tại sao con đi ăn trộm vậy, người ta gặp người ta giết con làm sao, nó quyện lại ông bị ông bắt rồi, ông thôi đứng về đi, rồi nó nói bị vợ con sanh đẻ rồi con mần mướn không được. Rồi con mới thấy ông thường vắng không có ra đây, rồi con mới định con xúc hai bao lúa về xây cho vợ con ăn mới sanh. Ông cũng nói này nói kia vậy đó, mà nó đâu phải người tu, nó đi cặm câu đặt lợp trong đồng mà, rồi lúc ấy là đâu có cá mắm gì chịu thiệt. Rồi cái ông nói, thôi con về đi, ông không cho nó lấy lúa, rồi ông về nhà sáng ông mới kêu vợ ông với hai đứa con gái, ông về tụi con đi vô bầu lúa con xúc năm giả lúa, đẩy xuống nhà máy xây rồi con đẩy xuống nhà đó đó, vợ nó mới sanh đẻ nó không, không có tiền đẩy xuống đó cho. Thằng gái nó ấy vậy đó, nó mới xúc năm giả lúa theo lời ông chị xây đem dưới cho, rồi nó mới quay ngang nói với vợ nó, nó nói giờ ông ba ông vậy đó, nó cũng kể mẫu chuyện đi ăn trộm mà ông bắt được vậy đó, mà giờ ông cho gạo lúa vậy thôi, giờ mẹ con bà ở nhà đây năm giả lúa này mẹ con ăn tới cứng cát mần được rồi, tôi đi tu nói vậy vô giật cái áo đi quần xà lõn chạy đi bỏ vợ, rồi nó lên nó mới từ giả, ổng cũng ơn nghĩa. Rồi ổng nói mày tuổi trẻ đi đâu tu mày ơi, con đi xa khó khăn lắm, giờ đây là cái mày mẫu vườn tao mày biết rồi, tao cũng có cái cất cất rộng, tao cũng tịnh tu đó, mày vô đó mày ở mày tu đó đi, tao cung cấp tao nuôi cho, cũng gần gũi với vợ con rồi khỏi đi chỗ này chỗ kia xứ lạ cũng khó tu. Ông nói cho nó nghe được, nó vô đỡ nó tu. Mới tu có 3 tháng nè, bữa đó nó mới đi cho mấy ổng hay là 12 giờ trưa ngày mai con đi về Tây Phương. Ý biết vì, trước gì luôn hả ông Tư? Nó biết trước vì trời lấy thích xuống cho nó hay mà. Mấy ông này họ ba ông là bạn đồng đạo của ông, ba người bạn thân á, hợp nhau nó trời, không biết thằng này nó về Tây Phương bằng cách nào, nó ăn chưa hết nửa miếng tàu hũ nữa mà nó về Tây Phương. Vì người ta định tâm ta thật lòng á ông Tư, thì nó quyết chí tu, quyết là chí tu. Nó không còn nhớ tưởng vợ con nhà cửa hay cái gì hết á, quyết chí tu. Cái đó cái câu tu nhất kiếp ngộ nhất thời, ngộ Phật nhất thời đó con.
bây giờ cũng như cậu hai thanh sĩ bị chỉ nó 3 tháng là quá dài, tới 90 ngày hôm nay Phật biểu mình tu có 3 ngày thôi. Chí tâm tu hành, tịnh tâm mày niệm Phật 3 ngày mày đừng có móng chuyện gì một mãi mai nào hết. Dạ. Yeah. Là có Bồ Tát quá hiện độ mình dẫn dắt mình được. Gọn vậy đó mà làm không nổi. Dạ. Nói thì nghe nó gọn. Rồi sao ông Tư rồi cái... Rồi cái mấy ông mới xúng nhau đi chợ, ông này mua kia, đặng đem lên cái cốc. Đó là mình nấu ăn một bữa để coi nó về Tây Phương bằng cách nào. Dạ, mấy ông cũng không tin nữa hả ông Tư? Đâu tin, mới tu 3 tháng, mấy ông 60-70 hết trơn rồi lại xoáy cái đầu mà không thấy gì hết trơn, nó mới tu 3 tháng cho tin. Dạ. Đó, bàn định nhau cái mua đồ đem lên ăn. Nó cũng nấu nướng, rồi nấu cơm, dọn bàn thờ cúng, rồi cái tắm rửa cúng. Cúng ăn cơm xong cái nó mới ngồi thiền, niệm Phật. Mấy ổng ngồi bộ giặt bên, ổng uống trà. Phút 12 giờ, sao thấy nó ngồi chắp tay, ngồi đó hoài. Cũng hơi cười thầm. Nó về Tây Phương sao nó còn ngồi hoài đi. Cái chừng gần 1 giờ mấy rồi. Phút 1 tiếng mấy đồng hồ rồi. Qua giờ nó cứng ngắc. Đi hồi nào không hay ho chứ. Ờ. Đó, tá quả cái anh hội đám ma nó không. Hồi đó YouTube này đâu có. Có YouTube này nó quay đám ma nó trên 3.000 người đó. Bây giờ ai lúc đó ai cũng tin chân rồi hả ông Tư? Tin, đồng đạo tin. Dạ. Thành ra nuôi con với vợ nó, người ta cũng cắt nhà, cắt cửa nuôi con vợ nó chu toàn luôn. Dạ, đó là ổng có cho hay là 12 giờ ổng đi hả ông? Ừ. Ổng cho cái ông cho gạo ổng đó hay. Rồi cái ông mà cho gạo đó ổng mới cho hai ông bạn ổng hay. Ba người. Ba người. Giờ mình lên nó coi nó đi về Tây Phương làm sao. Đâu biết Tây Phương là gì. Lúc đầu ổng cho hay ổng nói gì sao ông Tư? Rồi ổng nói cảm ơn bác rồi con đã tu được các vị trời đế thích cho con biết là 12 giờ ngày mai con đi Tây Phương. Dạ. Yeah. Ổng đem con về tránh. Ông này ổng mới cười. Cười nhưng mà thằng này nó nói nghiêm chỉnh lắm. Ông cũng hơi tin. Mình nói hai ông kia còn cười dữ nữa. Cũng như nghe nói nửa tin nửa ngờ thấy không Tư? Con quyết cái đám ma nó. Khi ấy liệm rồi này không có gì hết. Hơ kéo giò kéo tay ra liệm vô không có gì. Thiên ra tới nguyệt. Giác hạ nguyệt đó. Trời sáng còn hơn mà ban đêm trời sáng. Tràn phan bủ cái trên trời xuống rước. Giấc đó đèn trời gọi sáng không? Tràn phan là hào quang của Phật mà. Dạ, dạ. Yeah, yeah. Đó có đèn trời. Thì vừa hạ nguyệt xuống đèn lắp đất đó. Là lúc nó tỉnh mới xuống rước. Cái đó là có Phật thánh tiên rồi xuống rước. Hào quang của Phật tràn phan bụ cái đó, các vị tiên ấy này kia đem xuống dưới đó ở trên trời Phật rồi xuống tiếp dẫn dâm linh đi về cảnh. Ông Tư, thường thường thì mấy cái người mà người ta giảng sanh như vậy đó, thường thường có những cái hương thơm đó ông Tư, thì cái đợt có tôi nghe nói là có những cái hương thơm nào khi mà có hương thơm cái bài ngũ tổ chân kinh đó. Thì không biết ngũ tổ ổng là Phật hiện tiền rồi. Dắt về mẹ con đi vô đình mà đợi nặng cho khoe đệ tử của tứ tổ đi kiếm á. Lúc đó ổng mới có 8 tuổi à. Đi với bà mẹ mà cách chỗ cái miễu thổ thần vô tới đó kể 500-600 cây số đi.
bà mẹ bà mới than ở đây đó, đừng đừng mà con đi vô tới đó sao đi nổi. Nói mẹ đừng lo, con có thằng Thông mà. Nói mẹ cũng đâu tin, bà Phụng Thơ cũng đâu tin, con mình nó mới 8 tuổi mà. Thì ổng cũng nói hết, bị cái tiền thân ổng là người già. Rồi đó rồi qua đó gặp mẹ mới hóa ra tiên đào để cho mẹ ăn, mới nhờ các thánh thần chư Phật rồi mới hóa thân vô mần trái đào để hiện thân đang đền ơn trả ơn của, cho mẹ, độ cho mẹ thành Phật. Thì chỉ có Phật mẫu nè, tứ tổ ngũ tổ được đi cả xác lẫn hồn luôn. Mấy người kia già chết, mấy người đó không có chết già. Tứ tổ ông biết trước rồi, ông kêu trong chùa tăng chúng rồi ngày mai 12 giờ thầy đi. Thì ông ngồi thiền tự nhiên, ông ngồi ở ngoài trải chiếu, ngồi ngoài sân vậy đó, rồi bông sen chứ mọc lên đưa ông lên. Ông đi cả hồn lẫn xác mà. Ngũ tổ cũng vậy. Ngũ tổ bị lệnh của Ngọc Hoàng sắc phong Phật mẫu. Mấy hương thơm mới có hương thơm. Còn cái này cái linh hồn nó chỉ hào quang Phật rước, tiếp rước thôi. Các vị trời đế thích rồi rước. Nói chung ra Phật đi tới đâu là hương thơm ngào ngạt tới đó. Bởi cái tùy theo công đức của con. Bởi đâu phải coi La Hán rồi con mới lên được Bồ Tát. Mà Bồ Tát đâu có được phải ngang hàng với Bồ Tát khác đâu. Có đẳng bởi mấy cụ phẩm liên qua đó. Tới chín bậc. Cũng như lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4. Đúng. Dạ, dạ. Rồi bên thầy dạy cho bác cháu mình đường đạo đức, bước đi từ nắp, lên từ nắp. Chứ mày đi ngang về tắt làm sao được? Đâu có ai mà nhảy vô cái học lớp 5 liền đâu. Biết đường đâu không? Dạ. Trước tiên phải học lớp 1 trước, mới lên lớp 2. Cái gì nó cũng vậy. Đây tại sao bên đồ nho nhất tu thị, nhị mới tu sơn. Dạ. Con ở chợ mà con không sanh tánh, mình không tham lam, không mơ ước gặp gái đẹp, gặp đồ đẹp, mơ ước làm sao con lên rừng tu được. Mày lên rừng mày cũng nhớ nhà hả? Hồi bữa gặp nhỏ cái đít no tròn ngộ rồi được kia em nhắc. Yeah. Chỉ con tưởng vậy thôi là đã vướng bận rồi. Tu mà tưởng cái đó là không được. Con không ngon dẹp cái điên đảo thị phi của mình là con lên vô rừng con tu đâu được. Ủa gặp cọp chạy phun cứt phun đái rồi. Bởi chư thần thử là những con tu trên rừng núi nó mà gặp cọp đó là thần thánh quá hiện thân ra thử con đó. Bởi con quyết chí con tu rồi, cái xác thân này có mấy chục ký cha sanh mẹ đẻ, mày ăn nhiêu đó mày ăn. Ngồi chắp tay niệm Phật rồi tự nhiên cọp đi à. Vì cọp đó là chư thần mà. Tao biết cái tâm con nhất định rồi. Tao không quấy rối con nữa, từ đó tới cao con yên tâm lo tu niệm. Không còn cọp hùng với em nữa. Có thể tao bảo vệ con nữa. Ông Tư hồi xưa giờ ông Tư có biết những cái mẫu chuyện nào mà các vị đi lên rừng núi tu mà có những vị sư thần người ta thử đuổi hả? Người ta thử lòng những người đó. Nhóc. Ông vừa nói cho con đó. Bị cái tâm con còn lộn xộn quá nên nó mới bị thử thách vậy. Nếu con quyết chí tu hành, con bỏ cái thân này, quyết lòng nhất quyết theo Phật, thì cọp ăn đó là tại nghiệp chướng của con. Mà làm vậy chứ đâu ăn. Hồi nào giờ con thấy có cọp ăn nhà sư nào chứ, đâu có. Đúng không ạ?
Vậy cái ông thần núi Cấm này mày không nghe bên cậu Hai Thanh Sĩ nói sao? Chưa ông tôi. Ông tu cũng được huệ rồi đó. Ông trồng đám rễ đó, bò rừng vô nó phá. Ông được, ông đập bò rừng gần chết ông mới thôi. Thành ra cái tánh sân si con nóng nảy con còn. Không có về Tây Phương được. Khi ông mãn kiếp qua đời rồi Phật mới cho ông làm thành giữ núi Cấm này. Ngày xưa ông nổi sân với cái con trâu á, con trâu đó là chư thần giả ra hết. Con bò, bò rừng. Vô ông phá đám rễ không? Không phải chư thần, con bò rừng thiệt. Bò thiệt luôn á cơ. Bò thiệt. Mà bởi vì tưởng ông cháu mình làm, tưởng mình ăn trộm cái đó mà không ai thấy thì mình tưởng ngon, không phải. Hai bên dây giác mình mấy ông thấy hết. Lượng biên. Còn cái mẫu chuyện cũng bên Ngài Thanh Sĩ cũng kể ông này. Cái nhà đó thờ ông hộ pháp gì đó, ông vô ông lấy đồ nhà trơn rồi, ăn trộm hả? Ăn trộm, rồi nghe trên trang kịch ông dòm ông thấy thượng có tờ hình tượng đó, ông nói chết rồi mình ăn trộm, từ đó tới giờ cái ông này ông thấy hết rồi, ông mới về đó rồi ông đi tu luôn đắc quả đó con. Cái hình tượng giả mà quá độ ông đó, ông tu thành chánh quả luôn. Cái đó là cho cái duyên của ông tới hay sao? Đúng, cái duyên tiền kiếp trước mình nhiều đời con có tu tập. Có cái hột giống bồ đề trong lương tâm con. Bởi có người tại sao giết người không gớm tay, cũng như thằng giết trợ mộc bình thứ phước đó. Giết 5-6 người nó không gớm tay. Còn có người định giết cái thằng đó nhưng mà con đi nửa đường con xách dao gì về nghỉ. Mình giết nó tội nghiệp, nó bỏ vợ bỏ con ai nuôi, ví dụ gì. Nó bỏ ruộng đất nó ai chăm sóc. Mình suy nghĩ như cái đó là gọi là tâm từ bi. Con nhớ lại cái hột giống từ bi đó, nó gợi lên cho con nhớ lại. Đi gần tới nửa đường này xách dao trở về. Không giết nữa. Đó là tâm từ bi. Như hồi xưa mà hồi xưa giờ dùng mình ở đây có ai mà tu được thành đồng thấy không tư? Ở đây thì tao chưa thấy. Nhưng như tụi con bây giờ có YouTube này, con mới đi tu tầm này nọ, con mới biết cái mọi chuyện đó chứ. Ngồi nhà sao không biết được. Mà con đi con hỏi rồi cũng nhiều lắm mà cũng không ai biết chứ không thưa. Không ai biết được. Dạ. Bây giờ nói nôm na nói vì tao coi trong kinh sách của Phật để lại. Những người mà biết ngày già chết đó là những người đó được về nước cực lạc hết. Dạ. Đại khái nói vậy. Là trong cậu Hai Thanh Sĩ cái quyển đến Liên Hoa đó mày. Dạ. Kể cái đoạn. Những người mà giờ hấp hối đó mà biết cái số chết của mình. Dạ. Bình tĩnh sáng suốt, ăn uống thay đồ đạc cúng lại rồi ngồi thiền chết. Hay nằm chết. Cúng tắm rửa sạch sẽ. Đúng. Dạ. Những người đó linh hồn được về cực lạc hết đó con. Vì người ta không có thể nói cho mình nghe được, nhưng mà cái vị trời đế thích người ta nói cho người đó biết. Cái đó là những cái gương giảng sanh đó. Không phải gương mà cái những người đó là được giảng sanh chứ không được giảng sanh. Gương là như ông cháu mình này, mình nhìn cái người đó làm hiền đức mà người ta được noi gương theo, noi gương, học hỏi. Mình phải gắng tu tập theo sao giống vậy đó. Mình mới được giảng sanh về cõi địa phương cực lạc. Thì những người như vậy đó sao là được dự hội Long Hoa hết.
Phật cứu hết. Cậu hai thanh sĩ mới tới cuối cùng, mà khi sấm trời nổ 3 tiếng là nước dâng ngập lúc núi non, cây rừng thay đổi này kia đó, mà vợ chồng con bình tĩnh quay hướng mặt về hướng Tây, quỳ được niệm 1 tiếng hoặc 3 tiếng là hào quang A Di Đà đến tiếp dẫn liền, tức là bòn mót những dân nòi giống tiên rồng mình. Cư tiếp dẫn như thì tiếp dẫn cái linh hồn mình hả? Ở đâu có dắt cái xác này, thú quắc dắt đi đâu, cái xác đâu có lấy, cái xác này là xác tạm bợ thôi. Chỉ cái linh hồn con sau này mới quá thân ra, liên qua quá thân con mới sống 1-2 ngàn tuổi, mấy chục ngàn năm mới được. Còn cái thân này mới có mấy tuổi thôi mà đi muốn hết nổi, ăn không vô được, đi đâu. Cái xác này là chỉ cái đời này là mà chỉ mình mượn tạm ra, nó thúi mấy công đái ra, nó khét nghẹt mấy thước để cho mình tu hành, mình ấy là cái kia thôi. Ở đây là cũng như cái chiếc thiền. Còn cái con muốn hỏi là để cho cô bác, có một số người á, người ta nhầm tưởng, người ta nghĩ là đi là tôi nghĩ là được Phật rước, cái thời đó là được Phật rước luôn cả cái thân xác khó rửa, cái thân xác khó không có đâu con, cái hồn không. Mày quên cho tăng Đức Phật Tổ ngài cũng phải bó sát. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni ngài ông có 82 tuổi ông phải bó sát. Bị cái xác thân tứ đại mình đất nước gió lửa thành này nó dơ dái hôi túi nặng nề lắm. Thành ra con không về Tây Phương được. Nhưng mà cái số cũng như ba thằng mình ngồi đây, nhưng mà ở trển có sẵn đó. Nếu mà có phước báo thì ở có bông sen A Di Đà để đến sắp hàng rồi đến hết rồi. Thì công đức con cao thì con ngồi bực phẩm nào, thấp ngồi bực phẩm nào thì đến A Di Đà cũng dành đến sẵn hết rồi. Ở sau này liên qua quá thân, khi hồn lìa khỏi xác thịt mình là tiếp dẫn không rước gì đến ở đó. Thân xác mình là tứ đại, trả lại cho trời đất nước. Có cái lớp nước sơn này thôi, còn ở con tính trong thân mình có gì đâu mà trồng trọc. Dạ. Nó hôi thối, nó dơ bẩn vô cùng, muôn ngàn vi khuẩn. Trong cái cơ thể của mình đó, ở ngoài á, mình có kêu là đại thiên thế giới, còn cơ thể mình là tiểu thiên thế giới không con? Thì nó có biết bao nhiêu loài giống trong ký sinh cho người cũng nhiều lắm, nhiều lắm. Bởi Đức Phật khi ngài đắc quả thành Phật rồi, ngài mới nhìn cái bát nước đệ tử đem uống, ngài mới nói là 4.000+ con vi khuẩn. Mình dòm nước không thì Phật nói vi khuẩn, tức là nói Phật nói dốc nói láo rồi. Nhưng mà Phật nhìn thấy, mình nhìn đâu có thấy. Ở mắt Phật mà. Dạ. Tâm linh mắt thánh xem tới 4 cõi lần con. Tánh hiển tai thần lóng 4 phan. Dạ. Nghe hết. Mà mình mà nghe được vậy thôi, thôi dục máy điện thoại này lại quýnh mình đó ăn cắp. Nóng á. Tánh tham sân si. Mà anh nghi, mà dẹp được tam bành lục tặc này mình mới được về cõi đó. Không tham, không muốn, không nghĩ, không làm gì hết. Được bồng lai tiên cảnh chứ còn ví dụ mình đi nãy gặp nhỏ đó phải nó làm vợ mình nó quá đã luôn. Cái đó tiêu rồi. Tiêu luôn. Cái đó là tham á. Tu là phải trong đầu mình cho trong. Tại vì con đi lên nhưng mà cái này không đi lên mình đi xuống. Cái đầu mình phải trống mới được. Thiếu gì không có chùa nhờ vậy đó. Mày thấy thầy chùa con đẻ cái bày lên YouTube này, nó quay trên Sài Gòn rồi đó. Có ông bây giờ đang ở tù đó.
tri cứu ra con cũng mấy chục đứa ở với Phật tử không à, thì Phật tử gái trai đủ mức rồi ổng tiền. Dạ. Mình nói chung là tiền. Thầy chùa Bủ Sơn ở Lâm Viên với con tính nội hàng rào đích thân miệng đi nói với ông nè, trên 7 tỷ cái hàng rào chùa. Làm 7 tỷ cái đó con bố thí con làm con gì chi không tư, con làm đằng hàng rào đơn sơ được rồi. Không phải bảo vệ của cải chùa chiền. Trong chùa mà có của cải gì? Sao không? Con nói vậy con làm to. Chuông đồng. Một cái chuông bây giờ cái tượng Phật cổ mà bao nhiêu tiền này? Đã tu hành mà còn cái đánh đó còn tham đó. Còn tham sân si mạng nghi đố kỵ còn giữ gìn của cải. Sợ mất, sợ còn. Chứ đó tánh còn tham. Ừ. Chứ theo như cái chùa là mình xây cái hàng rào ví dụ như đơn sơ được rồi chứ đâu có cần. Cái chùa chiền là đại khái là cái cửa thiền môn để cho Phật tử thay thế gì cõi đó, cõi Phật ở. Dạ. Mặt ngự mà giờ quỷ ngự không à, thí dụ mới làm cái giai tuồng đó. Dạ. Thí dụ như cái chánh điện thì mình làm cho đẹp đẽ thì mình không nói đi, tại vì chỗ đó là Phật ở, thờ Phật. Còn hàng rào nó còn đây bây giờ những cái đâu. Chùa chiền có tiếng rồi này kia như miền Trung miền Bắc rồi này kia đó, con thấy khách ta cúng đừng nói 1-2 ngàn tỷ triệu tỷ ấy, chứ đừng nói hết. Chứ hàng rào đâu có quan còn trọng. Mấy thằng mà quải căn gói đi xin này mày thấy có ai đâu thì cho. Dạ. Không có. Chỗ giàu thì giúp cho giàu thêm. Ừ. Nhưng mà có một phần con thấy cũng một số thì chùa nghèo thì do Phật tử người ta cũng không có tới không từ do cái tầm mắt của những cái người đi đến chùa chứ không phải là do cái ngôi chùa. Đúng rồi. Họ đẹp họ mới đến, họ xấu họ không đến. Cái đó cái lượng xét của dân nhà giàu nó tới cái chỗ thanh cao nó gần ông vua đó nó mới được là vinh hạnh. Mày mà được ông vua mà ông bắt tay ông vuốt đầu mày về trời mày lên liền. Dạ, mừng. À, còn tao với Năm lại ông vua ông đá thấy bà. Giọng nghèo hô rình thú quắc ai ứa. Đời nó còn phân nhân ngã. Tụi con phải xét đó. Mình xét cái thân mình, phận mình, rồi mình mới xét cho người. Cũng như con bây giờ, tại sao người ta chửi con? Tại mày ham chó, mày nuôi chó, chó cắn gà vịt, chúng chửi người quá. Chửi nhát luôn. Đừng buồn. Cái đó do đâu? Do mình. Do mình. Mình tạo nghiệp chướng, thành ra cái nghiệp chướng đeo mang đó nó ấy linh chuyển vòng vòng nó cũng tới mình. Con bỏ nó không được. Đúng rồi, con bỏ không được. Cũng như mình nuôi con chó mà cắn người ta đi, người ta là người ta nói mình nói này nói nọ, cái đó cũng là do mình. Thí dụ mình không nuôi nó, nó có cắn người ta đó, người ta đâu có đổ thừa mình đâu. Cái đó còn dướng mắt. Dạ. Dướng.